đông vui, náo nức, tưng bừng. Đó là không khí được ghi nhận tại lễ hội di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình Từ Vũ tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, xuân Quý Mão. Điểm nhấn là lễ rước kiệu thờ Đức Bản Cảnh Thành Hoàng và kiệu thờ Lê Triều Lại Bộ Thượng Thư, tiến sĩ Ngô Hoán, sinh năm 1460, mất năm 1522, du xuân quanh làng. Hàng trăm người dân đã hòa mình cùng đoàn rước, cầu nguyện điều tốt đẹp trong năm mới, tạo sự sôi động hiếm có giữa một làng quê yên bình. Tất cả trong làng, ngoài xóm, ai cũng hân hoan từ già đến trẻ, quần áo súng xính, đi lễ hội rất vui vẻ, đông vui. Bao nhiêu năm nay tôi cảm thấy năm nay mới là năm là đông nhất mà tôi cảm thấy là vui nhất. Em cảm thấy rất vui và vinh dự khi được tham gia lễ Tử Vũ ạ. Em chuẩn bị một tinh thần thật là sảng khoái ạ và vui vẻ khi rước đình từ lễ ạ. Toàn tỉnh Hải Dương có 881 lễ hội dân gian và thường tập trung vào hai mùa xuân và thu. Trong đó, phần lớn lễ hội cổ truyền ở mỗi làng quê diễn ra vào mùa xuân, thời điểm sau Tết Nguyên đán. Sau 3 năm dịch bệnh, nhiều lễ hội được tổ chức trở lại những nghi thức tế lễ, rước thánh quy mô lớn. Cùng với đó, những trò chơi dân gian lành mạnh như trọi gà, đi cầu thùm, bịt mắt đập niêu, bắt vịt cũng diễn ra. Hội làng là một cái truyền thống văn hóa, mà cao hơn nữa đó là cái thứ văn minh của người Việt. Nó không thể thiếu trong đời sống của người Việt được. Sống với nhau trong một cái làng, người thì ở làng, người thì xa quê, thì người ta phải có một ngày hẹn để gặp nhau, để giao lưu với nhau, để học hỏi lẫn nhau. Mà đó thì học hỏi gì? Từ ăn mặc, nói năng và cả những cái năng khiếu nữa. Trong hội làng thì có những cái trò chơi dân gian, đấy là thể hiện cái nếp văn hóa của một dân tộc mà nó có cái phạm vi trong một làng. Mỗi lễ hội có nét đặc trưng riêng, dù ở phần lễ hay phần hội, thể hiện bản sắc địa phương. Đây cũng là dịp góp phần củng cố tinh thần đoàn kết toàn dân của mỗi làng quê, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay hiểu được công lao tổ tiên, thêm tự hào về truyền thống quê hương.